Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 tuần 8 Phần ôn luyện thì trong video trước chúng ta đã làm được các bài tập từ bài tập số 1 đến bài tập số 5. Trong video hôm nay chúng ta sang bài tập số 6. Thì các em có thể xem lại toàn bộ video về ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi bây giờ mời các em vào bài tập số 6, tìm chữ số M thích hợp biết. Câu E 0.91M. Ở đây có dấu gạch ngang ở trên đầu, báo hiệu cho chúng ta biết đây là một số chứ không phải là chữ. Lớn hơn 0,918. Như vậy M bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có nhận xét phần nguyên của hai số bằng nhau và cùng bằng 0. Ở phần tập phân, chữ số thứ nhất của hai số bằng nhau và cùng bằng 9. Chữ số thứ hai của hai số bằng nhau và cùng bằng 1. Chữ số thứ ba của hai số lần lượt là m và 8. Như vậy để số bên trái lớn hơn số bên phải thì m phải lớn hơn 8. m lớn hơn 8 mà m là chữ số. Chữ số thì chỉ có từ 0 đến 9 thôi. m lớn hơn 8 suy ra m bằng 9. Như vậy chúng ta có số 0,919 lớn hơn số 0,918. Tiếp theo các em sang câu B. 7,981 bé hơn 7,9 mà 1. Như vậy mà bằng bao nhiêu? Ở đây các em nhận thấy phần nguyên của hai số bằng nhau 7 bằng 7 Ở phần tập phân Chữ số thứ nhất của hai số Bằng nhau Và bằng 9 Chữ số thứ hai của hai số Là 8 và M Chữ số thứ ba Của hai số bằng nhau Và bằng 1 Như vậy là 7 bằng 7 9 bằng 9 1 bằng 1 do đó chỉ còn lại là 8 và m. Để số bên trái bé hơn số bên phải, thì 8 phải bé hơn m. Mà m là chữ số, chữ số thì chỉ có từ 0 đến 9 thôi. 8 bé hơn m, suy ra m bằng 9. Rồi như vậy là 7,981 bé hơn 7,991. Tiếp theo các em sang câu C. 12,3M9 lớn hơn 12,308 và bé hơn 12,310. Như vậy M bằng bao nhiêu? Ở đây các em nhận thấy phần nguyên của ba số này đều bằng nhau và cùng bằng 12. Ở phần tập phân, chữ số thứ nhất của ba số bằng nhau và cùng bằng 3. Chữ số thứ hai của ba số lần lượt là 0, m và 1. Rồi. Để thỏa mãn điều kiện của đề bài đưa ra thì m phải lớn hơn 0 và bé hơn 1. M bé hơn 1 M là chữ số Như vậy

Tiếp theo các em sang bài tập số 7 câu E. Tìm ba số thập phân x biết x lớn hơn 0,75 và bé hơn 0,76. lớn hơn 0,75 thì các em không thể lấy là 0,76 được bởi vì x phải bé hơn 0,76 cơ như vậy là các em phải lấy là 0,75 51 em nhé

Câu B, tìm bốn số thập phân x biết x lớn hơn 25,3, bé hơn 25,31. Lớn hơn 25,3 Các em không thể lấy là 25,4 được Bởi vì nó phải bé hơn 25,31 cơ Bé hơn 25,31 Sẽ là 25,30 nhưng do là phải lớn hơn 25,3 như vậy là các em phải lấy là 25,301 phần thập phân phải có 3 chữ số 25,301 25,302 25,303 và 25,304 được chưa tiếp theo em sang bài tập số 8 viết số thập phân tích hợp vào chữ chấm Câu E, 3m 5dm bằng bao nhiêu m? 3m, kem em đặt số 3 vào cột mét. 5dm, các em đặt số 5 vào cột decimet. Rồi. Đổi ra mét thì mét chính là phần nguyên. Các đơn vị dưới nó sẽ là phần thập phân. Như vậy các em sẽ đặt dấu phẩy 6 mét tức là đặt dấu phẩy sau chữ số 3 này ta được là 3,5 m. Rất là dễ. 90 dm 4 cm bằng bao nhiêu dm? 90 chữ số hàng đơn vị là 0. Các em đặt vào cột dm. Gấp 10 lần dm đó chính là mét. Tức là mét chính là hàng chục của dm. Hàng chục ở đây là 9, các em đặt vào cột mét rồi 4 cm các em đặt 4 vào cột cm đổi ra decimet thì decimet chính là phần nguyên các đơn vị sau nó chính là phần thập phân như vậy phần nguyên là 90 và phần thập phân ở đây là 4 ta có 90,4 5 km 20 m bằng bao nhiêu km? 5 km chữ số 5 các em đặt vào cột km. 20 m số 20 chữ số hàng đơn vị là 0 các em đặt vào cột mét. Đề ca mét nó gấp 10 lần mét. Như vậy đề ca mét các em có thể coi là hàng chục của mét. Hai chục các em đặt chữ số 2 vào cột đề ca mét. Rồi ở đây sẽ là 0 hectomet Ô còn lại thì em sẽ viết là 0 Đổi ra km Thì km chính là phần nguyên Các đơn vị sau nó chính là phần tập phân Phần nguyên ở đây là 5 Phần tập phân là 0,2 5,02 Tiếp theo em sang câu B, 17m 29 cm bằng bao nhiêu mét? 17 m. Chữ số hàng đơn vị là 7, các em đặt vào cột mét. Hàng chục là 1, các em đặt vào cột đề ca mét. 29 cm. Hàng đơn vị là 9, các em đặt vào cột cm. Hàng chục là 2, các em đặt vào cột đề si Đổi ra mét thì mét chính là phần nguyên. Các đơn vị sau nó chính là phần thập phân. Ở đây chúng ta có 17 mét, như vậy phần nguyên là 17. Phần thập phân sẽ là là 29. Như vậy chúng ta có là 17,29. 2 dm 8 mm bằng bao nhiêu dm 2 dm Chữ số 2 các em đặt vào cột decimet 8mm 8 em đặt vào cột millimet Và ở đây chúng ta có 0cm Đổi ra decimet Thì decimet chính là phần nguyên Ở đây chúng ta có 2 dm, Như vậy phần nguyên là 2 Phần thập phân là 0.8 0 30 km 900 m bằng bao nhiêu km? Ở đây km là đơn vị lớn nhất rồi. Như vậy số 30 các em đặt luôn vào cột km. 900 m chữ số hàng đơn vị là 0, đặt vào cột mét. Hàng chục cũng là 0, đặt vào cột đề ca mét. Hàng trăm là 9, đặt vào cột hectomet. Đổi ra km thì km chính là phần nguyên. Ở đây 30 km, như vậy phần nguyên là 30. Phần thập phân là 900. 30,900. Thì các em sẽ bỏ hai chữ số 0. tận cùng của phần thập phân đi. Ta được số 30,9, viết cho nó gọn. Tiếp theo em sang bài tập số 9 viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét. E. À, 515 cm bằng bao nhiêu mét? 515 chữ số hàng đơn vị là 5. Thì em đặt 5 vào cột cm. Ở đây dm si nó gấp 10 lần cm. Thì em có thể coi dm si chính là hàng chục của cm. Tương tự, mét là hàng trăm của cm. Rồi hàng chục là 1, em đặt vào cột dm. Hàng trăm là 5, em đặt vào cột mét. Đổi ra mét thì mét chính là phần nguyên. Các đơn vị khác sau mét thì em coi như là phần thập phân. Mét là phần nguyên. Ở đây 5 mét, như vậy phần nguyên là 5 phần thập phân này, là là 1 năm. Ta có 5,1 năm. Câu B, 207 dm si bằng bao nhiêu mét? 207 si trăm linh chữ số hàng đơn vị là 7. kem đặt vào cột decimet si hàng chục là không đặt vào cột mét hàng trăm là hai đặt vào cột đề ca mét đối ra mét như vậy mét chính là phần nguyên ở đây chúng ta có 20 mét phần nguyên là 20 và phần thập phân là 7 rồi tiếp theo là C 61 cm bằng bao nhiêu mét 61 hàng đơn vị là 1 kem đặt vào cột cm hàng chục là 6 đặt vào cột decimet si rồi hàng trăm là không đặt vào cột mét Đổi ra mét thì mét chính là phần nguyên ở đây không mét như vậy phần nguyên là không phần thập phân là 61 không phải 61 câu D 35 đề si mét bằng bao nhiêu mét 35 đề si mét chữ số hàng đơn vị là 5 các em đặt vào cột decimet si Hàng chục là 3 Đặt vào cột mét Đối ra mét Thì mét chính là phần nguyên Ở đây 3 mét Như vậy phần nguyên là 3 Và phần thập phân là 5 3,5 Tiếp theo em sang bài tập số 10. Tìm số tập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 11. Rồi ở đây là bài tập sau. Thầy giáo vẫn có câu nói quen thuộc là đến với kênh học toán online thì thầy giáo cố gắng giảng cho các em dễ hiểu nhất. Cho dù bài sao thì tất cả các em đều hiểu được, không riêng gì các em học sinh khá giỏi. Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Số thập phân bé nhất thì phần nguyên của nó phải bằng 0 này. Các chữ số khác nhau, tức là mỗi chữ số trong số này chỉ được xuất hiện một lần, không được lặp lại lần thứ hai. Được chưa? Ở đây các em chọn phần nguyên là 0, thì các chữ số còn lại ở phần tập phân, các em không được lấy 0 lại một lần nữa. Số tập phân bé nhất thì phần nguyên là 0 rồi muốn bé nhất nữa thì chữ số đầu tiên sau dấu phẩy này cũng phải là bé nhất ở đây em lấy không rồi thì bé nhất là một tiếp theo chữ số thứ hai sau dấu phẩy cũng phải là bé nhất em lấy không một rồi như vậy chữ số thứ hai phải là hai tương tự chữ số thứ ba phải là bé nhất em lấy không một hai rồi như vậy chữ số thứ ba phải là ba ở đây các em cộng xem 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 Thì chúng ta được là là 6 đơn vị rồi Bài toán yêu cầu là tổng các chữ số Chỉ được bằng 11 thôi Ở đây chúng ta có tổng các chữ số bằng mấy rồi Bằng 6 rồi Đúng không 6 cộng với 5 Thì có đúng bằng 11 không Như vậy là các em chọn là Chữ số thứ tư là 5 Giả sử nếu chúng ta không chọn là 5 mà chúng ta chọn là 4 để cho nó số nó bé hơn thì sao? Chọn là 4 thì chúng ta sẽ có là 6 cộng thêm 4 nữa là bằng 10. Muốn tổng các chữ số bằng 11 thì là 10 phải cộng thêm 1 nữa. Đúng không? 10 phải cộng thêm 1 nữa. Mà ở đây chữ số 1 nó đã xuất hiện một lần rồi. Thì kem không được cho nó xuất hiện lại lần thứ hai. Do đó, chữ số thứ tư em không thể lấy là 4 mà bắt buộc em phải lấy là 5. 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 5 bằng, bằng 11. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Số thập phân bé nhất thì phần nguyên phải bằng 0. Các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó là 11. Cho nên ta có 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 5. Bằng 11. Vậy số thập phân đó là 0 1, 2, 3, 3, 5. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.